Thưa quý khán giả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị lần thứ 8 tổng kết công tác mặt trận năm 2021. Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19. Tích cực tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện có hiệu quả. Đã tổ chức trao tặng trên 16.780 suất quà trị giá trên 8 tỷ 800 triệu đồng. Vận động quỹ vì người nghèo trên 460 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 2 tỷ 800 triệu đồng. Tiếp nhận hơn 1 tỷ 300 triệu đồng từ lễ phát động cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ, Mặt trận cơ sở và các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực. Qua đó đã phát tặng gần 85.000 phần quà cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tổng trị giá trên 17 tỷ 600 triệu đồng. Dịp này, hai cá nhân vinh dự nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 11 tập thể, hai cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và 25 tập thể, 40 cá nhân được nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy. Vì có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Thành tích tiêu biểu trong công tác mặt trận và mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.